nhu cầu sử dụng cửa kính cường lực đang có sự gia tăng nhanh chóng trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, thị trường kính xây dựng hiện nay rất phức tạp, đa dạng thông tin và nhiều đơn vị lắp đặt khiến khách hàng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn lắp đặt cửa kính. Với chất lượng vượt trội và công nghệ đi đầu, Tasona là một trong đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thi công lắp đặt và cung cấp kính cường lực chính hãng tại Hà Nội. Chúng tôi là đối tác của rất nhiều thương hiệu về linh phụ kiện cửa kính cường lực tại Việt Nam. Qua đó luôn cung cấp cho quý khách các sản phẩm chất lượng nhất. Chúng tôi đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành kính xây dựng bởi vì chính là do chất lượng sản phẩm vượt trội và giá cửa kính cường lực ưu đãi. Đi kèm với đó là thái độ tư vấn trung thực, đảm bảo nhiệt tình và vô cùng tận tâm. Khi sử dụng dịch vụ tại đại lý cửa kính cường lực Tasona, khách hàng không còn phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Tasona sở hữu đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm và tận tâm trong công việc và luôn được bồi dưỡng các kỹ năng mới để lắp đặt tốt hơn cùng với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ cung ứng dòng cửa kính cường lực được nhập khẩu chính hãng, có tem nhãn và xuất xứ rõ ràng. Bên trong từng chi tiết cửa đạt tiêu chuẩn chất lượng dành cho dòng sản phẩm cao cấp. Cam kết thời hạn bảo hành dài lâu cho tất cả các dịch vụ từ 2 đến 5 năm tùy hạng mục. Niêm yết bảng giá công khai bên trong đại lý cửa kính cường lực tại Hà Nội. Bởi chúng tôi luôn mong muốn đem đến sự minh bạch cho khách hàng có nhu cầu sử dụng cửa kính. Chúng tôi lắp đặt nhiều trong các tòa nhà, chung cư, nhà phố tại các quận huyện Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, tư vấn nhiệt tình, giúp quý khách có thể lựa chọn được mẫu vách kính cường lực phù hợp nhất. Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, chính sách bảo hành dài hạn, lắp đặt nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ trong hợp đồng. Ngoài ra, Tasona còn có rất nhiều chương trình ưu đãi và chế độ bảo hành dài hạn cho khách hàng. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận mức giá tốt. Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tasona qua hotline 0968 720 135. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!